phân tích tập mới nhất về trailer của Cowboy Kids tập 4. Chúng ta sẽ như mỗi tuần đến với những hình ảnh trong đoạn trailer trước khi đến với hình ảnh Dikla. Sau mình sẽ dự đoán về nội dung tập phim này nhé. Hình ảnh đầu tiên đoạn trailer là hình dạng Boost cùng với lại Hammer của cô gái Karunago, khi cô ấy có một đôi mắt khá kỳ lạ và những hoa văn ở trên đó và cây búa dễ dài ra. Khả năng cao là do Boost nên cây búa này dài ra, hoặc là sử dụng một Final Tech nên nó mới dài ra như vậy. Tại nếu Boost mà khả năng làm cho cây búa dài ra thì mình thấy nó hơi ảo, làm cho cây búa cháy lên đã là quá sức rồi. Boost lại sử dụng ở trên phần trên cơ thể chứ không phải là phần chân. Tiếp đến là hình ảnh cả ba người Tycoon, Kiss cũng như Nago. Chúng ta cũng phải dự đoán được Kiss đã giải cứu Nago khỏi vấn đề gì đó, do chắc chắn cô sẽ vẫn bị hãm hại với hình cấu trúc hoặc là bị kiệt sức dần biến thành zombie nên cô ấy không thể nào trốn thoát được và được cả hai cứu giúp. Kiss thì sẽ đóng vai trò chiến đấu, còn Tycoon sẽ đóng vai trò là người giải cứu. Quay đến những khung cảnh riêng của Karunago hay là Neon, cô ấy đang rất là buồn rầu, bản thân vẫn chưa làm được gì nhưng có thể fail out khỏi trò chơi. Cho chúng ta biết thua cuộc trong trò chơi này hay chính xác lần này là biến thành zombie, họ sẽ tính là biến mất đi đâu thì chúng ta vẫn chưa thể nào đoán được. Neon đang rất buồn rầu về chuyện đó. Sau đó là hình ảnh chiến đấu cô với dạng Hammer, đây có thể chính là lúc đầu do đôi mắt của cô vẫn chưa có những hoa văn. Sau đó thì cô sẽ được Kiss cũng như Tycoon giải cứu ở phần mình vừa nói ở trên. Hình ảnh chiến đấu khác của Kamen Rider Kiss với hình dạng zombie, chúng ta thấy một đòn chiến đấu bằng tay của anh ấy. Bình thường thì sẽ dùng cưa và đôi chân gia tốc của zombie, lần này sẽ dùng đôi tay. Có lẽ sẽ có một số combo thú vị. Và điều đặc biệt nhất chính là hình ảnh của Kamen Rider Buffer với sức mạnh của Magnum. Magnum là sức mạnh tên cấu trúc đang sở hữu. Tại sao nó lại rơi ta Buffer? Có lẽ nào bọn chúng đã hợp tác với nhau hay còn lý do gì đó khác? Sau đó là hình ảnh của Tycoon đang nắm chặt cổ áo của Buffer. Nhưng lúc này anh ấy vẫn còn sử dụng chiếc Buzzcore Water Kiss đã để lại cho bản thân. Và kế bên anh ấy còn có cả tên, còn có tên gấu trúc. Có lẽ như tất cả mọi chuyện chỉ mới diễn ra và hắn ta đang bị trói, có thể là do hắn chuẩn bị biến thành zombie nên hắn đã bị giam giữ tại đây. Một số màn đối thoại thú vị của cả ba người. Ace đã động viên cho Neon để giúp cô tiếp tục tiến bước, đã nhận được sức mạnh từ Boost của Kewa để hoàn thành trận chiến của bản thân mình. Có lẽ đây sẽ là tập phim nói về nữ nhân vật mà mình cảm thấy thích thú nhất, khi họ khai thác không quá nhạt nhẽo về cô gái bánh bèo mà thể hiện rõ tâm lý của một cô gái trẻ muốn chứng minh bản thân nhưng có quá nhiều rào cản, và thậm chí bây giờ cô còn không thể nào tiếp tục chiến đấu và chắc chỉ có thể cầu mong cho hai người bạn mà cô tin tưởng trong một trò chơi mà cô cũng chẳng quen biết ai, đó là Kewa cũng như là Ace. Và hình ảnh cuối cùng được nhắc tới đoạn trailer chính là hình ảnh tên gấu trúc, hắn ta có đôi mắt đã thay đổi hoàn toàn. Kaudapan, hắn ta có lẽ đã hoàn toàn bị lây nhiễm mà chúng ta có thể đoán chừng được, giống như Nago, đây chính là dấu hiệu của những người chuẩn bị chuyển hóa hoàn toàn thành zombie. Và khả năng cao thì tên này sẽ có một khả năng gì đó đặc biệt, giống như hình ảnh được leak ra vậy. Chúng ta sẽ chuyển những hình ảnh được leak ra. Đầu tiên là cuộc chiến phối hợp giữa cả hai rider, là Buffer nhưng với Magnum, còn Kiss nhưng với zombie. Cả hai này đang phối hợp chiến đấu. Phần cảnh sau thì Kiss nhìn Buffer với mắt như kiểu là sao mày là phản bội bố, và tên Kamen Rider Tarpan đang đứng sau lưng với bầy zombie. Có lẽ lúc này hắn đã chuyển hóa hoàn toàn và điều khiển bầy zombie nên quyết định thanh toán cả đám. Có thể là sau khi vừa chiến đấu xong với bầy zombie trong trận chiến hỗn loạn thì không để ý, nhưng Kiss đã nhận ra với Magnum. Có lẽ chắc chắn hắn đã hợp tác với tên Tarpan rồi, và họ chợt nhận ra hắn ta đã đến đây. Buffer cũng lật mặt. Sau đó chúng ta đã biết được thực sự Buffer đã ở lại trong lúc mọi người đang ham chiến và đã âm thầm giải cứu tên Tarpan, và hai người đã hợp tác với nhau đúng như thỏa thuận. Hắn ta sẽ cho Buffer mượn sức mạnh của Magnum để tiếp tục giành điểm. Những hình ảnh khác là tên Rider với hình dạng cừu là Calamari. Hắn đang bị truy đuổi bầy zombie. Nhà này khá giống ngôi nhà mà tất cả mọi người hẹn gặp nhau để cơm bát cuối. Calamari đã may mắn trốn thoát và dẫn bầy zombie này đến chỗ Kiss, khiến mọi người nhận ra tên Buffer đã phản bội. Nhưng có lẽ tất cả những thứ này đều nằm trong tầm tính toán của Kiss giữa Rider cùng với lại hai tên Rider khác. Nago đã thể hiện rất tốt thay vì chỉ làm nền. Tập lần này ai sẽ là người đắp chiếu? Nếu theo lý thuyết thì tất nhiên là Tarpan sẽ là người liệm, vì hắn ta đã tiết lộ quá khứ cũng như là bị lây nhiễm hoàn toàn và chắc chắn là trở thành phản diện. Và kết cục mình mong muốn nhất, vì dù sao Buffer cũng mang danh là Cover Second Rider trong bộ này, để giữ hình tượng cho Cover Buffer là một Rider Second Rider trong Cover Kiss. Và việc về sau hiện nay sẽ trao lại Magnum cho Kiss cũng như lấy lại zombie cho bản thân. Thường nghĩ khả năng cao Buffer sẽ là người cục hợp tác với nhóm Kiss để đánh bại Cobra Tarpan, khi hắn ta quyết định liệm tất cả mọi người và chiếm hết toàn bộ Buzzcore cũng như sẽ giành chiến thắng luôn. Tại sao hắn ta lại có thể làm như vậy?
với biểu hiện của hắn cùng với lại Nago. Và điều quan trọng nhất tập này, đây là đợt zombie cuối cùng nhưng chúng ta vẫn chẳng thấy được tên thủ lĩnh của đám zombie. Khả năng là kẻ bị lây nhiễm đầu tiên trong nhóm Rider sẽ trở thành tên trùm trong màn chơi lần này, và hắn ta sẽ có một đặc quyền đặc biệt là có quyền tấn công người chơi, và nếu hắn ta giành chiến thắng thì hắn ta sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc. Đây sẽ là một diễn biến vô cùng thú vị về cách mà Buffa vẫn ở bên phe Rider chứ không phải là một kẻ phản bội, và tên Dapan này sẽ bị liệm một cách công khai cũng như quang minh chính đại nhất vì hắn ta thật sự trở nên tà ác, cũng như màn combat cuối của hắn với Nago khi cả hai người đều bị sa ngã nhưng Nago vẫn đứng vững, còn hắn ta thì đã bị chìm ngập trong chính lòng tham của mình. Chuyện gì xảy ra và liệu tên Dapan này có liệm hay không, chúng ta sẽ cùng chờ xem tập 4 của Kamen Rider Kiss nhé. Mình là Rider Kiss, theo quá trình các bạn cảm nghĩ gì comment phía dưới nhé.